đã được các cái bảo hộ độc quyền về sáng chế của Việt Nam cấp, hoặc là nhóm cũng đã đăng ký được các cái sáng chế do nước ngoài, ví dụ như là cái sáng chế về cái hệ đa cảm biến tự độ nóng thì do Thụy Điển cấp. Đấy là về mặt bảo hộ độc quyền sáng chế. Có rất nhiều cái giải pháp, bao gồm từ những cái giải pháp để có thể khuyến khích người nộp đơn tạo ra, tức là các nhà sáng tạo tạo ra cái sáng chế. Cái thứ hai là đã tạo ra sáng chế rồi thì phải có cơ chế để khuyến khích họ nộp. Và cái thứ ba nữa là chính là câu chuyện là có những cái cơ chế tổng thể để khuyến khích họ khai thác một khi quyền đã được đăng ký.